liền ba mặt ha các bạn ha, liền liền ba mặt, một mặt này, hai mặt và ba mặt nó phải liền ha, và cái kẻ này nó phải liền ha, nó không có được trên lên trên xuống ha. Thêm một cái nữa thì cái mặt nạ phía trước này cũng phải liền nha các bạn nha, phải liền hết thì nó cái xe nhìn nó mới gọn gàng, nó mới tươm tất được đó. Đó là mấy cái mình chú ý ha. Rồi thêm xuống mình sẵn quay mình xanh đi, quay luôn cái buồng máy cho anh em luôn. Thì cái buồng máy này thì mình đã vệ sinh lại hết rồi. Đây, ron là mình đi ron đen nè. Các bạn thấy cái ron nắp tròn là ron đen nè ha. Đi phun lại ron đen cho ảnh, từ cái nắp xuống bắp là mình thay mới hết. Ốc đầu là mình thay mới hết cho nó đẹp nè. Vàng hoe luôn ha. Cờ cờ bên đây cờ đen nè. Rồi chào mấy anh em đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục gửi tới anh em một con xe rim. Con xe rim này thì cũng được một bạn trẻ làm lại để tặng ba. Làm lại để tặng cho ba. Thì qua cái clip mà hôm bữa mình có làm một cái clip về một cái anh mà làm một cái xe lại để tặng cho ba mà ba mất rồi á, thì nói chung là một số anh em cũng cảm thấy là khi đó mới cảm thấy là muốn làm một cái gì đó cho ba các bạn. Thì mình đang nhận hai ba cái xe của toàn là làm lại cho ba không, thì nói chung là cũng vui ha. Anh em chạm được tới trái tim của mấy anh em là ok rồi, là mình cũng làm được cái gì đó để cho anh em cảm thấy là được vui vẻ hơn, với lại là mình tạo được cái gắn kết giữa người hai ba con mà đàn ông với nhau khó nói chuyện lắm các bạn. Thường thường ba hai ba con giống như mình với ba mình thì ít nói chuyện lắm, nhưng mà qua một cái hành động nhỏ gì đó, ví dụ như là tặng xe, tặng điện thoại hay là tặng một cái gì đó cho ba thì mới đôi khi mới có những cái lời nói mà khó nói ra thì mình dùng cái hành động thì nói như thế. Thì nói chung là cũng rất là cảm ơn mấy anh em ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào mình quay cho anh em xem cái xe này, anh này cũng làm lại để tặng cho ba để đi tới đi lui. Ok. Thì cái điều đầu tiên là xe này xe rim Thái các bạn ơi. Xe này xe rim Thái. Xe này biển số là 68 Kiên Giang. 68 Kiên Giang máy đỉnh nha. 68 Kiên Giang E68E105162. Rồi. Bạn này gửi xe lên cho mình bằng một cái đường từ ở miền Tây mà. Ở miền Tây gửi lên cho mình bằng đường xe khách. Xe khách ví dụ như là nhiều lắm các bạn, Phương Trang, Tô Châu, Huệ Nghĩa, Hùng Cường. Rồi những cái xe giống như là cứ ở gần cái tỉnh của các bạn, có những cái xe nào mà các bạn muốn gửi đến Sài Gòn thì dễ lắm. Miền Tây gửi Sài Gòn rất là dễ. Rồi miền Đông, miền Trung, miền Bắc gì gửi vô Sài Gòn nó dễ lắm. Nói chung là xe cộ bây giờ gửi đi gửi về dễ lắm các bạn ơi. Các bạn nào muốn có xe mà ở xa muốn dọn lại thì cứ alo mình ha, rồi mình hướng dẫn cho mà đi gửi, nó dễ lắm, thủ tục nó cũng đơn giản, chả có gì khó. Rồi ok, mình lại tiến lại gần để cho anh em xem ha. Thì cái đeo đầu tiên nó mình quay rất là gần, thường thường mình quay cái dàn chân cho anh em xem rất là nhiều lần và cũng quay rất là gần. Để chi anh em, để cho biết là cái nhà mình, cái xe mình làm xong mình phải ngắm, phải nhìn nó, phải đìa nó, phải liếc nó, phải nhìn nó, phải nhìn từng góc từng cạnh nó phải đẹp mới được ha anh em ha. Thì đầu tiên là lốp này sơn lại nè, lốp là sơn lại là chuẩn màu Thái nè. Gấp với hợp xích là mới ha, gấp hợp xích mới có nút rùi đầy đủ cho anh em nè, tem màu xích đâu nè, tem chữ Thái đâu nè, tem zin hết luôn nha anh em ha. Thêm một cái nữa là cái sườn của cái anh này thì hồi xưa nó rất là nát rồi. Nát lắm, mình vô cái sườn mới luôn ha bạn ha. Đây sườn mới bấm điện nguyên zin luôn ha, nước sơn zin đây. Mình quay cho anh em coi trong phía trong cái dàn lót, em biết là anh em thấy không? Đó, đây, mới tinh luôn ha. Mới tinh luôn, zoom nè, đó, mới tinh luôn nguyên cái dàn lót ở trong ha. Rất là mới, là cái sườn này nó nguyên sườn mới luôn. Rồi, xong cái phần sườn, phần dàn áo thì sơn lại. Áo sơn lại, thêm một số cái chi tiết mà đồ theo xe còn zin của chủ xe thì mình sơn lại để mình... nói chung là tùy thuộc vào cái kinh phí của chủ xe thôi, để mình cân đối sao cho nó hợp lý. Nhưng mà đôi khi thì nước sơn lại với nước sơn zin nó y chang hết các bạn ha. Sơn lại và nước sơn zin là một một luôn, không có khác nhau cái gì cả ha. Và mình sơn là mình đảm bảo cho anh em thời gian luôn nha. Rồi trên đây là yếm Thái mới luôn, tem là đầy đủ. Thì nói ngay cái phần yếm thì mình sẽ nói thêm là cái phần cổ cho anh em là làm rim nè. Anh em mà có làm rim làm quay thì anh em thấy là cái phần cổ này có rất là quan trọng nha. Mình ráp phải làm sao phải cho nó liền ba mặt ha các bạn ha, liền liền ba mặt,
một mặt này, hai mặt và ba mặt nó phải liền ha, và cái kẽ này nó phải liền ha, nó không có được trên lên trên xuống ha. Thêm một cái nữa thì cái mặt nạ phía trước này cũng phải liền nha các bạn nha, phải liền hết thì nó cái xe nhìn nó mới gọn gàng, nó mới tươm tất được. Đó, đó là mấy cái mình chú ý ha. Rồi thêm xuống mình sẵn quay mình xanh đi, quay luôn cái buồng máy cho anh em luôn. Thì cái buồng máy này thì mình đã vệ sinh lại hết rồi. Đây, ron là mình đi ron đen nè, các bạn thấy cái ron nắp tròn là ron đen nè ha. Đi phun lại ron đen cho ảnh, từ cái nắp xuống bắp là mình thay mới hết, ốc đầu là mình thay mới hết cho nó đẹp nè, vàng hoe luôn ha. Cờ cờ bên đây cờ đen nè, qua bên đây cho anh em xem nè, hai bên luôn cho anh em xem kỹ phần máy nè. Đó thì ở trong thì anh em thấy cái cụ đề kìa, cụ đề ghim thái mới kìa ha. À, cụ đề ở trong, cụ đề ghim thái mới, bình xăng con mới luôn đó. Nhầm sâu ở phía trong máy móc rất sạch sẽ nha anh em nha. Đó rồi chút xíu anh mình sẽ nổ máy cho anh em nghe. Thì xe rim thái thì chiếc nào cũng như chiếc nào đó bạn, mình chỉ dọn zin lại là đúng chuẩn zin của nó thôi. À đây, niền trước là niền Samusi nữa bạn, này niền trước niền Samusi mã S ha, niền sau cũng vậy luôn, niền sau cũng là Samusi mã S luôn bạn. Đây đây, Samusi mã S luôn ha bạn ha, cho nó giống cực kỳ giống theo xe nhất có thể nha. À, cái xe này á, thì mình sẽ gửi ngược về cho chủ xe, gửi về vị Thanh, không biết là cái chành đó về vị Thanh đó, thì bạn nói là gần nhà bạn đi mà vài cây số là tới. Xe này thì còn gắn thêm là rổ và kiếng nữa các bạn, rổ zin và kiếng nữa, thì mình sẽ gói và mình gói để riêng ra rồi về nhà mình tự gắn, để gì khi mà mình gắn lên mình gửi xe về nó rườm rà, nó dướng díu lắm các bạn, chạy trụ nữa. Rồi xong xuôi mình lên phía trên á, phía trên này cụm xi nhan mới nè. À, mình lấy nét cho anh em xem nè, cụm xi nhan mới nè, pha đèn mới nè, thậm chí cái viền đèn này cũng là viền đèn mới, rất là khích, là ôm nha các bạn nha. Nè ôm ha, ôm hết không có hở nha các bạn nha. Đó mấy cái này là mấy cái mình cần phải chơi, phải kỹ là phải gáp phải sao cho nó khích nhất có thể nha các bạn nha, không có được hở, hở thì xấu lắm, hở đâm ra nó xấu. Làm mới con xe mà nó hở chỗ này hở chỗ kia thì rất là xấu. Đầu zin nè, các bạn nhìn cái đầu zin nó rất là căng nha, rất là nét nha các bạn nè, nước xi của nó rất bóng nha, cái chữ nó rất sắc và rất nét nha. Ở phía trong nó có đóng GN5 luôn nha các bạn, đó mới là đầu zin nha. Đây đây là nạ xi zin nè, đây nạ xi zin nó cũng thế luôn ha, nước xi nó rất là đẹp ha, và cái chữ nó rất là sắc nét, và cái đường này nè, cái đường đen này nè, nó tĩnh điện rất là chắc nha, nó không giống như mấy cái đồ phách nha. Phách thì chỗ này các bạn rửa xe, bạn sội dội vô hai ba lần là bắt đầu nó chóc ra, và ở trong nó cũng có chữ GN5 luôn cho anh em luôn nếu mà đúng đồ zin đó. Rồi bây giờ mình sẽ ổ khóa nè, ổ khóa cũng đi ổ khóa zin luôn, một cặp về ha, mã là EA29 gì nè đó, ổ khóa zin, zin ổ khóa nó cũng liền lạc luôn ha bạn ha, không có được lòi ra rồi vô nha. Thì mình ráp mấy cái đó là với lại cái cùm này, mấy cái cùm này là cơ bản rồi ha, mình nó quay nhiều rồi. Rồi giờ mở yên nè, mở yên là không có được đè cái yên xuống hay là vọng vọng cái yên các bạn ha, mở yên là phải mở nhẹ nhàng ha, lên rồi nè các bạn ha, rồi xuống nè, cái yên xong rồi nè, đóng rồi nè, mở yên nè, rồi lên nè, nhẹ nhàng ha bạn ha. Rồi quay trong luôn cho anh em xem ha, yên thì đi nguyên cái yên xương sắt zin mới luôn, yên xương sắt zin mới. Mình có hai loại hàng nha các bạn nha, một hàng một loại mình có mút vàng nữa, này là mút trắng ha, có anh em nào mút vàng thì nó giá tiền nó cao hơn chút. Rồi ở phía trong luôn thì đa phần những con xe dọn ken dọn đẹp á thì mình đều thay thùng xăng lớn hết các bạn, nhìn cái xe nó mới đã các bạn, nhìn như một cái xe chưa đổ xăng vậy, nó đã lắm. Với lại mình mở cái yên ra, mình mở cái lúc mà mình đổ mở cái nắp bình xăng ra mình đổ xăng, nó cảm giác nó cũng đã nữa. Ừ. Rồi giờ phía trong mà từng cái khoe cài cái phao báo xăng nè, vàng khoe cái ốc này để lấy nét, rồi để lấy nét cho anh em ốc số 10 á, này ốc số 10. Và từ phía trong là chỉnh chu thun ràng đồ nghề rồi là có đủ hết cho anh em. Ừ. Ở trong rất là chỉnh chu hết nè. Đó, còn cản này thì chỉ là cản theo xe xi lại thôi. Mấy cái cản mới bây giờ mình nói thiệt với các bạn là hàng lô không ha, không có hàng zin đâu, tại vì cái nguồn hàng mình đã kiếm nguyên cái Việt Nam này mình kiếm là muốn nát rồi. Còn những cái đồ mà trên hội trên nhóm á, những cái chỗ nào uy tín thì mình không nói ha. Còn mình cũng đã từng mua, mình thấy những cái hàng mà mình đã thấy tận mắt luôn rồi. Chụp hình cho mình thì gửi đúng cái cảng là cảng Diêm Thái nữa, mà gửi xuống là toàn là cảng lô mà là mình trả về các bạn. Chụp hình thì chụp hình cảng Diêm Thái nhưng mà lúc gửi xuống cho mình là cảng lô không, thì mình cái đó là mình mua trên mấy cái hội nhóm á, tại vì nguồn hàng ở đây mình đã hết rồi và mình biết được là hết luôn thì mình mua thử. Thì thật sự là khi mà gửi hàng tới thì mình cảm thấy không không đúng hàng thì mình không nhận thôi các bạn, như vậy thôi.
Rồi, ok. Bây giờ anh em mình sẽ nghe tiếng máy để xem cái tiếng máy nó như thế nào. Cái tiếng máy này thì cũng đại tu hết từ trong ra ngoài, đại tu hết đầu bò, cam, cò, lòng, nồi, làm hết rồi các bạn ha. Đây, để máy cho anh em nghe nha, nhẹ nhàng hả các bạn ha, cực nhẹ nhàng. Đây bô, cái này nếu như mà ít bữa mà nó nhẹ máy nữa, nó còn nhẹ nữa đó các bạn. Đây mình chỉnh cái gạt tay xuống xíu nè, đó nó nhẹ nữa, nó nhỏ nữa ha. Càng chạy gan ti nó càng nhẹ, máy nó càng nhẹ thì gan ti nó càng nhuyễn các bạn ha. Đây mình nọc hàng nẹt 2 tiếng ga ha. Lúc nào cũng thế các bạn ha, xe nó rất lẹ, cái ga nó rất đều, và khi mà mình lên ga gấp mình hạ về thì xe nó vẫn về cái độ ổn định của nó ở nhịp ga đó, nhịp ga đều, gan ti nhuyễn, không có bị lực sực, không có bị hụp. Và máy móc đây rất êm, mình quay cận luôn nè, rất gần ha. Còn các bạn nào mà bảo là mít giảm ồn giảm gì đó, giảm ồn không thể nào về bỏ được, giảm được cái tiếng động cơ đâu các bạn ơi. Mình chỉ là chẳng qua là ở đây là mình đã quay cái clip để cho anh em nghe rõ hơn cái giọng của mình thôi, chứ bình thường nó gió dữ lắm, nó chỉ khử được gió thôi. Còn cái tiếng máy là không bao giờ các bạn, tiếng máy nếu mà tiếng máy mà khử ồn làm sao các bạn nghe được tiếng bô. Tiếng bô người ta thanh cỡ này. Cái xe nó lanh cỡ gì mà các bạn bảo là khử tiếng ồn. Đây nè. Cái mic mình đã làm cái bên luôn nè. Vẫn im như thế thôi nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô mình lấy thêm rổ, lấy thêm rổ và kiếng để đi gửi xe cho anh luôn. Giờ này cũng 5 giờ mấy chiều rồi, chắc đi gửi luôn, gửi đi xuống dưới là người ta gửi xe các bạn. Bên mình thường thường mình gửi Tô Châu, mà Tô Châu thì đi bằng xe container các bạn, nó bó bó cái xe các bạn lại rất là kỹ, nên cái việc mà chạy chỗ thì nó rất là hiếm, không phải là tuyệt đối nhưng mà chắc chắn là mình đi hết 10 chiếc 20 chiếc thì ít có khi nào bị chiếc nào chạy lắm mày. Lâu lâu thì bị một cái nhỏ chút vết xước nhỏ nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ đó thì mình có thể xử lý được, nhưng mà xui lắm rồi mới bị. Bình thường là mình xuống dưới mình đều cho cà phê cái thằng mở gói xe hết đó. Nên bởi vậy anh em nó biết mình rồi, nó xuống là nó gói rất là kỹ, với lại nó nhìn cái xe nó cũng biết là nó không có dám ẩu tả như mấy cái xe mà dạng gửi xá gửi cạ các bạn. Rồi ok ha, chào bạn.